Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp cúng cầu an đầu năm, cũng là rằm tháng Giêng. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm qua mình dự một buổi sinh hoạt tối cũng đông, trưa hôm nay cũng đông, chiều nay cũng đông, nghĩa là Tết này là mình đầy đủ. Thường thường á, Tết á, mình gặp nhau mình hay chúc nhau là cát tường như ý hay là vạn sự như ý. Chữ vạn á, nó có cái nghĩa là 10.000, chữ thiên là 1.000. Thí dụ như nói tôi mua cái nhà đó vạn đó là 10.000 đó, rồi tôi mua cái nhà đó 10 vạn là nhiêu, là 100.000, 10 cái 10.000, phải không? Thì khi mình chúc nhau á, dĩ nhiên là trời ơi, được một như ý là mừng muốn chết rồi. Thí dụ như đấy, con mình mà học hành tới nơi tới chốn như ý mình là mình mừng rồi, thí dụ vậy. Cho nên một cái gì mà mình được viên mãn thành tựu là mình mừng rồi. Vậy thì cái chữ như ý á, như ý là sao? Tức là như cái sự mong muốn của mình. Mình muốn làm sao thì nó được như vậy. Mà muốn được như vậy không phải tự nhiên, mà mình phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức. Ví dụ nói tôi muốn cho cái nhà mình hạnh phúc, nhưng mà mình không làm gì để cho gia đình mình hạnh phúc hết. Đi làm về thì mạnh vợ, vợ đi shopping, mạnh chồng, chồng đi quán cà phê, mạnh con đi tới nhà bạn chơi hay đi chơi, thì làm sao nó kêu là cái nhà được, cái gia đình được. Mà nếu tối gặp nhau cái ủa ông mới về hả, ăn cơm chưa, nó tôi ăn rồi. Bạn chưa, tôi ăn rồi. Cái thế là mạnh ai nấy đi tắm rửa cái đi ngủ. Cái chỗ đó là kêu cái nhà chứ không phải cái gia đình. Cái gia đình là mình phải có ngồi lại với nhau, mình sinh hoạt với nhau mới là gia đình chứ. Còn nếu mà cái nhà thì chỉ tối tập hợp về ngủ, người phòng về sáng mạnh ai nấy đi. Thì thường thường người Mỹ họ định nghĩa là cái house hay là cái home. House là cái nhà, còn home là cái gia đình. Thì cũng giống như mình vậy, cái nhà hay là cái mái gia đình. Thì gia đình nghĩa là mình phải có cái sự ngồi lại. Thì trong đạo Phật á, trong những cái pháp tu á, nó cũng có một cái pháp tu gọi là tứ như ý túc. Chữ túc á, nó có nghĩa là đầy đủ. Nhưng mà chữ túc á, nó còn có cái nghĩa là cái gì? Là cái chân. Nếu mình nương tựa vô đó thì từ đó nó vững. Mà thí dụ như nhờ nó đầy đủ cho nên mình dựa được. Thí dụ như cái gốc cây mình muốn dựa nó thì gốc cây nó phải làm sao? Rễ nó phải cứng, phải bám vô đất mình mới dám dựa nó chứ. Mà nó mới vừa trồng nó còn yếu xìu mà ai dám dựa nó. Hay là một cái người nào mình thấy trời ơi, thiệt cái anh là một cái điểm tựa của gia đình, tại vì anh phải vững. Ảnh mà không vững dựa vô ảnh té lăn. Hay là thậm chí mình muốn làm cái gì mà nó mình muốn mới dán một cái gì vô, nó chưa khô, nó chưa cứng, không có dám tới gần nó, không có dám đụng đậy gì nó hết. Nó phải thật cứng mới được. Mình đóng một cái bàn, chân nó không vững, đâu có dám để gì lên, sập chứ. Vậy thì trước khi muốn cho một cái gì lên để nó mình nương, mình tựa vào đó, thì trước hết mình phải quán coi cái căn bản nó có vững chưa. Cũng giống như là mình muốn làm cái gì mình phải có được cái vững chãi đó. Ví dụ như nói giờ tôi muốn mở nhà hàng thì nghĩa là tôi phải biết nấu ăn, tôi phải biết món ăn thì tôi mới dám mở cửa hàng nấu ăn, chứ không biết gì hết thì làm sao mình mở được. Thì người tu của mình cũng vậy. Vậy cho nên cái chữ mà như ý hay là cái chữ là túc á, trong Phật giáo túc là đủ, nhưng mà chữ túc có nghĩa là cái chân, cũng có nghĩa là mà thấy cái chân là tượng trưng cho sự vững chắc, mình có thể nương tựa vào đó. Cho nên ví dụ như các vị giải thích nè, quy y Phật lưỡng túc tôn,
Nhớ không? Quy y Pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn, quy y Phật lưỡng túc, có nghĩa là con xin nương tựa Phật. Vì Phật là người có đầy đủ hai thứ, một là phước, hai là trí. Lưỡng mà, lưỡng là hai. Thì cái mà Đức Phật có đầy đủ là phước và trí. Đó là một nghĩa ha, rồi giải thích tiếp. Vì Phật là người có đầy đủ phước trí, cho nên Phật là người vững chãi để con nương tựa. Và cái nghĩa thường luôn, nghĩa thất thường, Phật là đấng đầy đủ trong loài hai chân, Phật là đấng tôn quý, lưỡng túc tôn. Vậy thì trong loài hai chân, thí dụ như con chó là loài mấy chân? Bốn chân. Mèo loài bốn chân, gà hai chân, con người hai chân, con vịt hai chân. Thì trong loài hai chân thì Đức Phật là người tôn quý. Và chính vì Ngài trong trong vô số những người hai chân này, Ngài có những cái điểm đặc biệt để mình có thể nương tựa. Mà cái chữ thần á, trong nhà Phật nó có nghĩa là linh diệu. Pháp Hòa ví dụ, mình tụng sơn thần, thủy thần, hỏa thần, địa thần, trạch thần. Sơn thần là thần núi, thọ lâm thần là thần cây rừng, thổ thần là thần đất, thủy thần là thần nước. Thôi bây giờ mình nghĩ coi nước á, bây giờ mình sống mà bữa nào mà thiếu nước một buổi chịu nổi không? Nấu ăn không có nước khó chịu vô cùng, làm việc không có nước khó chịu vô cùng. Bữa nào city nó tới nó sửa gì trước cửa chùa mình mà báo cho biết là cúp nước nửa ngày nha, cúp đơn nước trong khu vực này nửa ngày nha. Trời ơi, nhiều khi đi washroom quên quên vụ cúp nước đi. Rồi tới hồi mà cả ngày đó có nước, không có nước, tới chiều tối lại nước mở lên, trời ơi lúc đó mình thấy nước nó quý vô cùng. Thấy lúc đó mình mới hiểu được cái gì là thủy thần. Vậy thì cái chữ thần trong Phật giáo không có cái gì. Chữ thần theo tiếng tiếng nghĩa là power, tiếng Anh là power. Mà cái power là gì? Là có khả năng, có công năng vượt những cái bình thường, cho nên gọi là thù thắng. Ví dụ như mình nhẫn, nhẫn mà mình nhẫn bình thường ta nhẫn có 3 lần à, nhẫn khá khá 4 lần 5 lần, mà mình nhẫn vô số nhẫn mà nhẫn không, lúc đó không cần phải nói gì, cứ gặp nó nói gì tôi nhẫn à, cái đó gọi là nhẫn thù thắng. Tại thù thắng nghĩa là nó vượt những cái bình thường. Thì ở đây cũng vậy, tứ như ý túc, hay là có chỗ gọi là tứ thần túc. Thì chữ thần này á, không nghĩa là ông thần gì, mà chữ thần này nó có khả năng, nó nghĩa là cái gì mà nó thật là màu nhiệm, thật là linh diệu, nó vượt tất cả mọi, nó vượt những cái bình thường, cho nên là thần. Thí dụ người ta kêu là xá trạch thần. Xá trạch là gì? Là nhà cửa. Có phải nhà cửa này quá màu nhiệm không? Chỉ cần mà xin lỗi giờ cái cửa sổ này mà nó bể một cái thôi, lạnh vô ngồi chịu cũng không nổi. Hít sưởi là sưởi thần. Trời mùa đông mà không có sưởi là tiêu. Ở bây giờ ở Canada đó, những cái chùa, những cái nhà trên núi bây giờ họ chế được một cái loại đó. Bởi vì nước nó đi vô lòng đất. Mà nếu mà mình mở sưởi mà cho nước nó ấm á, để mà có thể sử dụng được thì hao sưởi lắm. Cho bây giờ người ta đào sâu xuống 4 feet chôn ống nước để giữ cái ấm cái ống nước đó, và đồng thời khi đưa nước nó lên á, nó có một cái mái nó làm cho nước đủ sức để đưa lên trên nhà. 4 feet cũng hơi sâu rồi, đưa lên trên nhà mình xài nữa thì nó sâu quá rồi, phải phải có một cái loại đưa lên và đồng thời giữ ấm cái nước đó. Vì hôm rồi trên Tây Thiên bị cái tình trạng là do lạnh quá, nước nó từ giếng nó đưa vô,
thì ok, nhưng mà nó qua đến cái giai đoạn nào mà không có sưởi đó, đông ngay chỗ đó. Rồi thì tình cờ thầy viện chủ đi gặp một thầy tu ở trên núi, cái chùa ở trên núi. Thầy mới nói bây giờ đã phát minh ra được một cách mà hôm rồi thầy về thầy nói sơ sơ, Pháp Hòa chưa có nắm hết chuyện bữa nào phải điều tra thầy đó tiếp. Thì cái gì mà khi mà mình bị mất mát mà hôm nào mình thấy mình có được nó, mình thấy quá là power. Vậy thì sưởi đèn, ví dụ mình sống điện quen rồi, bây giờ điện thoại phải chạc pin nè, cái gì cũng cần điện hết, mà bữa nào cúp điện nửa buổi tiếng đồng hồ là mình đã thấy khó chịu rồi. Mà khi đèn nó có lên lại, điện nó có lại, tự nhiên mình thấy quá là màu nhiệm, quá là thù thắng. Thì cái chữ thần túc nghĩa là gì? Đầy đủ một cách màu nhiệm, đầy đủ một cách màu nhiệm gọi là thần túc. Vậy thì người đời á, người ta chúc nhau là vạn sự như ý. Ở người tu mình á, không cần vạn sự đâu, nhất sự hay hai sự ba sự. Và trong pháp tu có tứ gì, tứ như ý túc, bốn cái điều mà nó như ý mình. Thì cái tứ như ý túc này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Quý vị nhớ là khi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên á, Đức Phật nói giáo lý tứ diệu đế phải không? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Người Phật tử phải thuộc mấy từ này nha, chứ Pháp Hòa nhớ hình như là đa số nhớ có một chữ là rượu đế à. Chứ còn khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế không nhớ phải không? Phải nhớ là Đức Phật thuyết pháp tứ diệu đế, và tứ diệu đế là nghĩa là bốn sự thật màu nhiệm. Chữ đế là sự thật. Khổ đế tức là sự thật về khổ. Tập đế là nguyên nhân của khổ. Diệt đế là sự vắng mặt của khổ. Đạo đế là con đường để giúp mình hết khổ. Vậy thì cái nguồn cội của mọi khổ đau là khổ. Và cái gì làm cho mình khổ? Là nguyên nhân. Thì con đường mà dẫn đến cái chỗ hết khổ, Đức Phật dạy có 37 món. Nhưng mà tóm gọn á, 37 món này nó không ngoài 8 món, cho nên có những nơi người ta thu gọn lại còn 8 cái thôi gọi là bát chánh đạo. Còn nếu mà nói đầy đủ 37 con đường, 37 pháp để giúp cho mình vượt khổ. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì tám bảy cái nhóm này mà gom lại cộng lại là 37 món. Tứ niệm xứ như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn để chúng ngồi 5-7 phút đó, thở vào tôi biết tôi đang thở vào, rồi chân mình đau biết chân đau, à, lưng mình đau biết lưng mình đau, rồi bây giờ buồn ngủ quá biết đang buồn ngủ quá. Phải không? Cái đó gọi là thân thọ tâm pháp. Thọ là gì? Là cảm thọ. Trong lúc này tôi đang cảm thọ cái gì tôi biết. Cho nên trong khi mình sống hàng ngày á, người ta nói mình một câu mình buồn, mình phải biết mình đang buồn. Mình phải biết rõ từng cái cảm giác của mình, là thân mình biết đau là sao, nhức sao biết hết. Quán, cái đó Phật gọi là quán thân. Còn quán thọ là cảm thọ của mình hiện tại bây giờ như thế nào. Cho nên cái ông thầy mà được cái cô gái ôm á, cổ ôm thầy một cái, cổ coi how do you feel, thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao. Ông thầy ông muốn chứng tỏ ông tu cao, tôi no more cảm giác, không còn cảm giác của nó. Tôi bây giờ hả, tim lạnh như đồng, cho nên cô có ôm tôi không còn cảm giác gì nữa, đừng có hòng mà dụ dỗ gì tôi hết. Mình mà nghe ông thầy mình ông nói vậy, thầy tu cao quá, còn lại thầy tu cao quá, tụi con mà ôm cái là thích quá. Nhưng mà cái bà già kia bà tu cao hơn thầy nữa, bà nói tu mà đến cái chỗ vô tri vô giác như vậy là dởm, bà đuổi đi, bà không nuôi ông thầy này nữa. Rồi sau khi đó bà thấy cũng tội nghiệp,
giờ không tu ổng liêu biêu ổng còn dở dữ nữa. Thôi giờ kêu ông về tu cho ông nuôi ông tu tiếp thời gian nữa. Rồi lần mấy năm sau kiếm một cô gái đẹp hơn nữa, ôm thầy một lần nữa coi. Ôm lần nữa cái hỏi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao. Thầy này lúc đó mới là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cái đó là một hình thức thọ. Tại vì thí dụ như cái cô đó cô ôm thầy, cô thọ làm sao, cô biết, phải không? Rồi ông thầy ổng được thọ làm sao, ổng biết. Mình là người thứ ba làm sao mình biết cái chỗ cảm thọ đó mà nói. Cho nên á, tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái chỗ để mình niệm, là mình nhớ. Một là thân, hai là cảm thọ của mình, ba là cái tâm hành của mình. Vui buồn giận ghét ganh tị cái gì khởi lên, ví dụ thôi, trong lòng mình khởi lên cái người đó người ta làm hay hơn mình, ta được nhiều người khen hơn mình cũng hơi chút ganh, cái lúc đó mình không cần nói với ai, nói với mình đó, nó nổi lên rồi đó, cái này là ganh nè. Mình nói vậy để chi? Để mình điểm mặt nó, mình chỉ lên nó, cái nó mắc cỡ nó lặng. Cái đó là khi mình tu á, là mình muốn diệt cái đó, mà muốn diệt không có cần cầm dao búa gì hết, mà chỉ cần thấy nó rõ, nó lặng, thấy nó lặng á, nhà Phật gọi là dùng kiếm trí tuệ. Cho nên Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm không phải là để múa mấy cái đường quyền, mà cái kiếm đó là tượng trưng cho tuệ giác. Mình nhìn cái gì nó tâm mình nó đang khởi cái gì mình biết. Thấy không? Rồi pháp đó là những cái hiện tượng. Đó là tứ niệm xứ. Như vậy thì tu tứ niệm xứ để làm gì? Để mình tỉnh giác thấy được cái giá trị căn bản đích thật của bốn món thân, thọ, tâm, pháp. Gọi là tứ niệm xứ. Nhiều tứ niệm xứ, những thầy mà chuyên giảng về cái pháp này đó, giống như thiền sư Pháp Ân á, thiền sư mà đụng vô tứ niệm xứ là thiền sư có thể ngồi giảng nguyên năm đó. À, biết tại sao nguyên năm không? Tại vì cái độ rung nữa. Thân thọ tâm pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là bốn điều siêng năng chơn chánh để giúp cho mình thăng tiến. Mình muốn làm cái gì mà không có siêng năng thì không thể được, mà siêng phải nhớ là siêng năng chân chánh. Ví dụ như á, mình nghe chuyện thiên hạ ai tốt xấu, mới giật hụi, bị giật hụi, ai giật hụi, trời ơi siêng lắm, gọi gọi bà Năm xong thôi thôi cúp ngang, bữa khác nói tiếp để tôi gọi bà Tám. Đấy, cái này cũng là dạng siêng đó. Nhưng mà không phải chân chánh. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, rồi mới tới tứ như ý túc. Vậy thì tứ như ý túc là cái gì? Như ý tức là như mình mong muốn. Thì có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi, đã tu mà còn muốn, vậy sao tu? Dục mà, thấy chữ dục trong đó mà, dục là muốn. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ dục nghĩa là muốn, bản chất chữ muốn không hề có sai quay. Nhưng mà mình phải muốn cái gì? Mình muốn thượng hay mình muốn hạ? Mình muốn hướng thượng là dục tốt. Ví dụ như thế, con muốn tu, con muốn tu con mới tu được. Nhưng mà nói con muốn tu nghĩa là gì con? À, con muốn vô chùa, con học Phật Pháp. Còn anh thanh niên kia, con muốn tu, cầm chai này cũng tu đó, tu lon, tu chai. Vậy thì cái người mà người ta muốn làm thiện, người ta mới làm thiện được. Quý vị muốn đi chùa, chiều hôm nay quý vị có dư những lý do để ở nhà. Tôi nấu từ sáng giờ tôi mệt rồi, tôi về nhà tôi nghỉ. Tôi ở chùa từ sáng giờ tôi mệt rồi, tôi nghe ổng hai buổi tôi bưa rồi. Tối hôm qua trưa sáng nay nữa tôi mệt rồi. Dư lý do, và thậm chí nó thôi đường trơn lắm, đường về hôm nay tối thui, lỡ mịt mù cô không thấy tôi, cô đụng tôi cô nói tôi đuôi. Mình có đủ lý do nhưng mình không, mình vẫn cố gắng. Thì cái này á, cái này là dục như ý mà đồng thời tinh tấn như ý. Dục là gì? Là muốn. Mà mình người tu là mình muốn tu cho đạt được cái kết quả tốt, tu đạt được kết quả tốt. Mà muốn có kết quả tốt thì không thể lười biếng được. Có ai mở cửa hàng làm ăn mà do làm biếng mà thành tựu không?
Có ai sách vở đi học mà ở nhà hoài làm biếng đi học mà có cái bằng cấp không? Hỏng, trên đời này không một người nào thành tựu cái gì nhờ làm biếng hết. Có cái ông đó, ổng cũng đi tìm, ổng nghe, ổng thấy mọi người vô mà ổng thấy bản thân ổng là làm biếng số dách rồi, ổng thấy ổng là làm biếng tổ rồi đó. Rồi ổng mới thử ngược lại, nói giờ đứa nào muốn cưới con gái tôi phải thử nó coi đứa nào làm biếng. Thì có nhiều đứa nó vô hỏi vợ á, nó đâu nhìn mặt ổng đâu, hỏi sao chú vô chú hỏi vợ mà chú khinh ba vợ dữ vậy. Nói dạ con không dám khinh bác, chứ tại sao ông vô đây nói chuyện mà không nhìn tôi? Dạ con sợ bác không chịu cái con đi luôn nước con khỏi quay ra. Quay ra mất công. Trời ơi, mày làm biếng thứ thiệt à. Mày làm biếng thứ thiệt à. Có đứa nó đi vô, nó nhìn mặt ông, nó hỏi vợ, ông không cho rồi cái phải quay lưng. Một cái đứa mà nó suy nghĩ tận nữa đó, nó cần chi phải 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 nói chuyện với ông. Mình cứ đứng trước cửa mình nói chuyện với ông sau lưng được rồi. Thấy không? Lỡ ông nói không được, đi nước khỏi quay. Quay lại mất công mình. Bữa ông thứ ông ké ông vô, ông xin hỏi vợ nữa. Nói à chú tới nhà tôi mà bây giờ chú muốn hỏi vợ mà tôi muốn đãi chú chung trà. Mà giờ nhà tôi hết không có bàn. Thôi chú qua hàng xóm chú mượn cái bàn đi. Cái nó nghe vậy cái nó ngồi mõm xuống. Bốn lưng đưa lưng lên. Hỏi làm gì? Dạ con đang làm cái bàn. Hỏi sao vậy con? Nó dạ tại vì bác đang thử coi ai làm biếng. Thôi anh làm biếng quá rồi. Tôi phục anh rồi. Dục như ý túc là mình muốn người, đừng mình đừng có nghĩ muốn là vợ. Cái chữ muốn đây là mình sống trong đời ai cũng có cái muốn hết. Thí dụ như Đức Phật nè, Đức Phật có muốn đi tu không? Phật thấy chúng sanh khổ cho nên Phật muốn cứu chúng sanh. Mà cái ý niệm muốn cứu chúng sanh là tốt chứ. Không, ý niệm muốn cứu người, thí dụ thấy người ta nghèo quá muốn giúp ta hết cảnh nghèo, đó là ý niệm tốt. Vậy thì trong cuộc đời này chúng ta phải có tư duy chánh niệm để quán soi coi cái muốn của mình là cái gì, để giúp cho cái muốn này nó thành tựu. Cái đó gọi là dục như ý túc. Dục là muốn, như ý là như ý của mình. Quý vị biết cái cây như ý không? Người Tàu họ có cái cây như ý không? Thần Tài ông hay cầm cái cây nó vậy nè. Ngày xưa cái cây như ý đó ở ở bên Ấn Độ xài. Ở bên Ấn Độ người ta xài cây đó đó. Để làm gì? Để gãy lưng. Cái cây đó để gãy lưng. Biết tại sao không? Chỗ nào ngứa mà gãy không tới, mình cầm cây đó mình gãi tới cái như ý mình. Mình gãi không tới thì cầm cây đó mình gãi là như ý mình rồi. Cho nên Ấn Độ ta xài cây đó là cây như ý. Đơn giản thôi. Rồi khi mà cái cây nó lọt qua tới Trung Quốc thì Trung Quốc lại phăng nó ra. Nghe chữ như ý là khoái quá trời luôn. Cho nên mới cầm cái cây đó, các cái ông tiên, ông tượng thần, tượng thánh gì cầm cây như ý. Thật sự cây như ý bên Ấn Độ nó rất bình thường. Nó là cái cây để mà gãy lưng thôi. Cũng giống như bây giờ cây phất trần. Ở bên Ấn Độ cây phất trần nó chả là cái gì, nó là cái đuôi con ngựa. Thấy không? Để mà phủi bụi, phủi ruồi. Thí dụ mình đang ngồi thiền vậy nè. À, rồi thì có con ruồi nó đậu, con muỗi nó đậu thì nó nhột nhạt mình. Thì mấy chú tiểu ngồi cầm cây đó phất, kêu là phất trần mà. Rồi sau này á, cái cây đó mới đi qua tới Trung Quốc. Thì Trung Quốc dụng cái cây phất trần đó để làm một cái pháp khí trang nghiêm pháp tướng của các vị hòa thượng. Ví dụ hòa thượng đắp y lên, hòa thượng cầm cái phất trần, hòa thượng ngồi vậy cái nhìn thấy oai không? À, còn bây giờ mà cây phất trần trong cung điện á, bay đâu rồi đó. Cái đó trong phim. Trong phim mới có cái đó, cây phất trần đó nó xuất hiện trong phim ảnh chứ không hề có trong cái truyền thống vua chúa ngày xưa. Cho nên mình tìm hiểu cây phất trần có từ đâu
Và người ta đã sử dụng cây phất trần ở cái hình thức nào? Ngày nay cây phất trần được dùng trong Phật giáo Đại Thừa rất là nhiều, trong những cái buổi lễ. Ví dụ như bên Trung Hoa nè, một cái lễ quy y cho Phật tử rất là trang trọng. Cái vị trụ trì mà ra làm lễ quy y cho Phật tử, thì những vị mà đi theo sau cầm những cái pháp khí của vị trụ trì đó. Một là cái phất trần, hai là cái tích trượng. Bởi vì hai cái vật đó là tượng trưng cho cái uy của vị trụ trì. Cho nên vị trụ trì lên ngồi ngay cái bàn truyền giới thì hai vị đứng hai bên cầm cái phất. Mà không phải cầm cái phất kiểu mấy ông ấy đâu, mà cầm cái cầm bên này vậy nè, bên này cầm cái đuôi nó vậy nè, đứng vậy nè. Chứ không phải cầm phải cái rồi vậy rồi lâu lâu phủi phủi vậy, không phải vậy. Cầm cái phất cho nó oai. Thì cái đó là để người ta trang nghiêm cái pháp tướng. Cũng giống như cái sâu chuỗi bên Trung Hoa mà người ta đeo là để trang nghiêm cái pháp tướng. Tại vì khi mà đắp y lên rồi thì đeo cái sâu chuỗi đó vô. Rồi thì cái tay của các vị á, lúc mà chụp hình á, thì các vị mới cầm cái sâu chuỗi trên cái hai cái tay mình cầm vậy nè. Tại vì hai cái tay này không có chỗ để. Thấy không? Thí dụ như người đời họ còn dày, họ còn dày. Rồi giờ người tu đứng chụp hình đứng sao? Thì phải cầm sâu chuỗi vậy. Đó là trang nghiêm pháp tướng. Rồi bây giờ đeo sâu chuỗi, đeo vô rồi cái lại xuống cái nó chụp ra, lại xuống cái nó ụp ra. Cho nên mới làm cái tua thiệt là dài cho nó nặng, để rỉ cái sâu chuỗi xuống, để lại nó đừng có rớt. Chứ không thôi mình thường thường mà đeo chuỗi, quý vị để ý, đeo chuỗi nhưng mình lại cái là cái chuỗi nó ra khỏi cổ mình. Rồi vậy mỗi lần vậy cái lụm chuỗi đeo vô nó không trang nghiêm. Cho nên người ta mới làm cái tua thiệt là dài. Để quý vị để ý mấy thầy ở trong trong Đài Loan, trong Trung Quốc, mà chỉ có vị trụ trì mới đeo cái tua đó. Mấy vị trụ trì, mấy vị đại sư ta đeo mà cái tua nó dài tới gót luôn á. Vì vậy cho nên khi các vị nó lạy xuống, sâu chuỗi nó đứng yên chỗ, nó không có gì hết. Phất trần, sâu chuỗi, tích trượng để trang nghiêm, ngay cả khi cầm cây như ý. Cho bây giờ mà cái cây như ý đó qua tới Trung Quốc á, thì cây đó trở thành một cái cây mà để mà sử dụng trong những cái trường hợp cầu nguyện chúc nhau may mắn như ý. Như ý là gì? Như sự mong muốn của mình. Vạn sự như ý, anh muốn gì được này. Nói theo tiếng Việt vậy, cầu chúc anh muốn gì được này. Vậy thì dục như ý túc, tức là mình muốn cái mong muốn tu hành có kết quả tốt để được như ý mình. Và mình cũng phải trợ duyên cho nhau để người kia thành tựu được cái ước nguyện của họ. Thật sự ra mình muốn làm chuyện nhưng mà phải nhờ duyên nữa, phải không? Nếu mình không có nhờ cái duyên thì làm sao mình được. Ví dụ như là mình muốn đi chùa, muốn lắm, muốn đi chùa lắm, nhưng mà mình không có xe, nó cũng hơi không như ý mình đó. Thì các vị kia trợ duyên cho mình, nói lát tôi đi ngang chùa, tôi đi ngang nhà chị, tôi đi chùa luôn, tôi ghé tôi đón chị nghe. Đó, thì mình được đi chùa mà người ta chở mình đi như ý mình, đó là dục như ý túc. Vậy thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống chúng ta ai cũng có những cái mong muốn được như ý hết. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì phải biết bản thân mình, phải biết rằng mình muốn cái gì để trở thành chân chánh. Và nếu như người kia nghe được, người nọ mong muốn cái đó đúng cái khả năng của mình và hợp pháp, nên trợ duyên cho vị đó được thành tựu. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi tụng kinh đám cho người ta. Rồi cuối cùng cái bữa đó Tết nè, ngay bữa 30 Tết có người mất, đâu có mời được thầy nào, đâu có thầy nào chịu đi cúng, ta phải lo chùa người ta chứ. Cái đám đó chưa có thầy, bàn tới bàn lui cái nhớ lại, ô ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh, chạy vô rước nhỏ ra tụng. Lúc đó Pháp Hòa mới có 10 tuổi chứ nhiêu. Trời ơi, ra rồi cũng đứng bài bản đàng hoàng.
tụng xong cái đám đó rồi cái hỏi giờ con muốn gì, gia đình giống như là kiểu như là đáp đền ơn vậy. Nó dạ con không muốn gì hết, con chỉ muốn cái áo tràng với bộ chuông mỏ thôi. Nó trời ơi, vậy thì dễ quá, mặc con thước vải à, tròn thước vải mài cái áo tràng, mua một bộ chuông mỏ cho tụng kinh. Khi qua tới Canada không có chuông mỏ tụng kinh thì cái chú kia chú nói với bà chị chú đó, em thấy đứa nhỏ này nó thích tụng kinh, thôi chị coi bộ chuông mỏ nhiêu đó chị mua chị thỉnh cho nó rồi em trả tiền. Mà lúc đó chuông mỏ hiếm lắm, phải gửi tận qua Cali mới mua được, mà Cali là phải nhập hàng từ Đài Loan về nữa. Lúc đó kiếm chuông mỏ hiếm lắm, cho Pháp Hòa được bộ chuông mỏ cỡ này này, cỡ cái chuông này này. Sau này Pháp Hòa đi tu rồi đó, cái bộ chuông mỏ đó Pháp Hòa tặng lại cho một chú Phật tử ở nhà chú. Vừa rồi chú mời Pháp Hòa về an vị Phật cho chú, Pháp Hòa thấy lại cái bộ chuông mỏ của mình 30 năm trước. Cái mỏ của mình bữa nay nó hơi mòn rồi. Nói 30 năm nó phải mòn chứ. Dục như ý túc ha. Cái thứ hai là trước hết bản thân mình phải khởi cái dục cho chân chánh để nó như ý mình. Rồi người đạo hữu mình, những người xung quanh mình sống với nhau, nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhận ra người kia có được những cái mong muốn tốt lành, chúng ta nên trợ duyên để có phước. Cái đó chúng ta gọi là cộng phước đó. Mình không có làm được, nhưng mà mình thấy người khác người ta muốn cái điều đó hay quá, trợ duyên. Cũng giống như thấy người hai chị em bạn chơi chung với nhau. Ngày nọ cái người bạn kia nói thôi bây giờ tôi thấy bản thân tôi ở nhà tôi không có gia đình, cho tôi thấy tôi đầy đủ cái duyên tôi tu, thôi bây giờ tôi muốn đi xuất gia. Thì người bạn kia chưa tu được nhưng mà nghe bạn mình đi xuất gia, trợ duyên, ủng hộ, khuyến khích để cho người bạn đó được dục như ý tục. Rồi mình tạo cái phước đó, không ngăn cản người khác, thì từ từ cái phước đó nó cũng cao lên. Rồi mai mốt mình không muốn tu nhưng muốn cái khác thì cũng được như ý mình. Cái thứ hai gọi là tinh tấn như ý tu. Mình phải siêng năng để làm cho cái hạt, cái điều mình muốn nó được thành tựu mỹ mãn. Mình muốn thuộc kinh, muốn lắm, nhưng mà mình phải siêng để ý xem kinh. Muốn học Phật Pháp thì phải chịu khó. Thưa đại chúng, là tinh tấn là gì? Giống như hai cái miếng gỗ mình ta mài lửa vậy, mà liên tục mà mài thì lửa nó mới phát. Thí dụ mình mài sắp sửa nó phát lửa rồi, dừng lại trong vòng 2 giây uổng công. Cho nên sự tinh tấn đó phải liên tục. Cho nên các vị để ý ha, hôm nào tuần nào mình đi chùa đi liên tục mỗi tuần xiền, mà bữa nào mà ngưng 5 7 tuần làm biếng, vợ ở nhà khỏe quá ngủ trưa một chút, không phải làm gì hết, còn vô chùa là phải thức sớm một chút. Mà nhất là trời lạnh lại làm cho mình càng lười đi nữa. Cho nên cái đó gọi là gì? Cái đó là gọi là tinh tấn như ý. Mình muốn được như ý mình thì mình phải tinh tấn. Có khi người ta gọi là tinh tấn thần túc. Cái sự thành tựu được, cái sự siêng năng của mình đó, nó rất là mãnh liệt, nó rất là power, nó rất là đặc biệt. Pháp Hòa ví dụ hôm nào mình muốn thức dậy lúc 5 giờ sáng để ngồi thiền tụng kinh, để đồng hồ reo rồi, nó reo cái ngồi dậy tắt cái máy. Cái theo thói quen là mắt mình còn hơi cay cay, còn hơi ngà ngủ, cái chạy lại nằm tiếp. Cái mình nói thôi kệ, ráng nằm một chút, 5 phút nữa ngồi dậy. Cái tội nó lút luôn 50 phút. Thường thường cái mà cái nướng thêm chút đó nó hay bị trễ lắm nghe. À, cái nướng thêm nó hay bị khét lắm. Chứ hồi nãy mà nó đúng giờ mở tắt oven lấy ra là không có sao hết á. Chứ thường thường mà cái mà dậy rồi mà ngủ lại đó, trời, nó ngon. Bởi vì Phật mới kêu cái gì? Phật mới đó cái Phật mới gọi cái đó là cái chướng ngại đó. Tại sao trong chùa cái giờ ngủ ngon lại bắt thức? Hễ cái gì mà người đời mà người ta dễ, cái người trong chùa là phải đi ngược lại hết à. Tại vì mình bị cái đó thì thật ra không có tội, nhưng mà nó mất thời gian, nó bị lãng phí thời gian và nó hút đi cái gì mình đang muốn, chứ còn không có tội.
Không có gì tội lỗi khi mà phải ngủ trưa cả. Nhưng mà mình ngủ tới trưa cái là nó mất rất nhiều những cái, mình đi hụt đi những cái cơ hội mà làm những cái công việc. Cho nên á, cái sự tinh tấn của mình nó rất cần. Nói chung là không phải chỉ trên đường tu không, mà tất cả những sự việc gì trong cuộc đời này, mình muốn làm là mình phải siêng năng. Và chữ tinh tấn nghĩa là chúng ta thường xuyên, thường xuyên chứ không để gián đoạn. Niệm Phật cũng vậy, ăn chay cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, phải xuyên. Pháp Hòa nói, ai mà chưa bao giờ mặc áo tràng đôi khi ngại lắm, mắc cỡ, mặc thấy nó tự nhiên, mặc thấy nó ngộ ngộ. Nhưng mà không sao cả, quý vị mặc cũng được, không mặc cũng không sao. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình muốn hòa đồng với mọi người và mình muốn trang nghiêm khi mình lễ, mình mặc đi, một lần mình chưa thấy, mặc hai lần, mặc ba lần, tự nhiên lâu ngày nó thành có thói quen. Và thưa rằng á, không phải người quy y mới được mặc áo tràng, ai cũng được mặc hết. Bởi vì cái áo tràng là cái áo để trang nghiêm cái thân tướng của mình bên ngoài. Thí dụ lỡ bữa đó mình mặc không có được kín đáo đi vào chùa, thì nhà chùa có cái áo tràng để mình choàng vào, để mình giữ cái sự kín đáo. Bởi vì theo cái phong tục Á Đông của mình là hễ bày tỏ lòng kính trọng là mình phải có kín đáo. Cái văn hóa mình nó khác với văn hóa Ấn Độ. Cái văn hóa Ấn Độ là kính trọng phải hở hang. Ví dụ như là đang đưa cái cánh, đưa cái áo, cái miếng khăn tròn lên cái vai kính vậy nè. Vậy mà đi đến một cái người mình cung kính, mình phải đưa cái cánh tay phải ra, đưa mặt xuống, tròn xuống và để hở cánh tay phải này ra cho nó trần cánh tay vậy nè, mới gọi là cung kính. Cũng giống như Việt Nam mình đó, ngày xưa gặp nhau là gì? Giữ theo tay, giữ lắm là bắt tay thôi, chứ không có ôm. Mà ở đây là gặp nhau là ôm. Có đôi khi họ còn gì đó, French kiss nữa. Đó là để bày tỏ cái văn hóa, cái sự mà quý trọng nhau thôi, chứ có gì đó. Nhưng mà cái văn hóa mình không phải vậy. Cái văn hóa của mình là đến nơi nào tôn nghiêm, kính trọng là mình phải kính đáo. Cho nên quý vị để ý, ở Việt Nam mấy chú thanh niên đang ở trong nhà mặc cái quần xà lỏn, mặc cái quần đùi, thấy khách bước vô nhà mình đi thẳng vô trong phòng, chồng cái quần quần dài vô, đang mặc cái áo thun ba lỗ vậy đó, tròn cái áo sơ mi vô, gài nút lại đàng hoàng để tiếp khách. Trừ khi nào bạn bè ngang hàng với nhau, thanh niên á, mới có cái chuyện là ở trần hay là mặc áo thun rồi mặc quần đùi tiếp, chứ hễ có khách người lớn tới là mình phải bày tỏ cái sự kính trọng. Và thậm chí mà tới giờ thắp nhang, bà vợ nói ông ơi ông thắp giùm tôi cái nhang, cái là ông đi vô, ông mặc cái quần dài, ông mặc cái áo sơ mi tay dài hay là áo kính vô rồi ông thắp cây nhang. Chứ không có ai mặc cái áo ở trần hay mặc quần đùi hay mặc quần áo thun bất kính mà đi cắm cây hương cả. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là tư duy như ý túc. Cái tư duy mình đó, nó có cái lực dữ lắm. Mà nếu mà mình không có cái chánh niệm để đưa cái tư duy này á, thì coi chừng cái tư duy này á, nó làm cho mình khổ. Hay là đó là cái thần lực của tư duy. Tư duy là gì? Là sự suy nghĩ. Mình suy nghĩ xong có khi mình suy diễn. Diễn đó là gì? Bày ra, mình làm cho nó dịch nó. Có nhiều khi cái khổ của mình đó là do cái chỗ mà mình suy diễn. Tư duy thì chưa khổ đâu, mà suy diễn mới khổ. Mình diễn đạt nó ra, thậm chí cái người kia làm cái điều đó, bắt đầu mình suy nghĩ ra. Mình nói là tôi bảo đảm như vậy là đúng, thế kia là đúng. Tại vì mình diễn dịch nó ra, mình làm cho nó chi tiết nó ra, để rồi mình khổ. Cho nên á, cái tư duy của mình á, nó phải có chánh niệm trong khi mình tư duy, để nó có ra được cái lực, và đồng thời nó làm cho mình được như ý. Mình suy nghĩ mà không chín chắn thì có thể mình làm không chín chắn.
Vì chính vì cái làm không chín chắn cho nên làm cho mình không được như ý. Có nhiều khi mình quá thiện chí mà mình quên suy nghĩ, thiếu tư duy, thì mình làm cho cái việc đó làm sao? Nó càng hệ lụy hơn. Cho nên á, cái tư duy là, cho nên các vị mà ngồi thiền đó, tu thiền đó là tu cái gì? Người Trung Hoa dịch cái chữ thiền na là tư duy tu. Tư duy tu là gì? Là chỉnh đốn hay là tu tập ở cái chỗ, cái mức tư duy của mình. Trong khi mình ngồi thiền đó, là mình tư duy đó. Ví dụ hôm nay á, mình có một vấn đề. Thì trong khi mình ngồi thiền thì cái vấn đề đó nó trở thành ra cái đề mục để cho mình ngồi thiền, mình quán chiếu. Mình trong khi mình ngồi đó, mình đem cái đề mục đó ra, mình suy nghĩ, mình diễn giảng, mình để cho thành ra một cái kết quả. Có nhiều khi á, đọc một câu kinh khó hiểu quá, thì mình phải dừng cái chỗ đó lại. Để dừng cái chỗ đó lại để rồi mình nghiền ngẫm coi cái câu đó nghĩa lý ra làm sao. Đó, trong khi đó gọi là gì? Tư duy tu. Là thiền. Thiền ngay trên ghế, thiền ngay cái chỗ cuốn sách mình đang đọc. Cho nên cuộc sống của mình rất cần tu thiền. Nói cách khác là rất cần sự suy nghĩ chín chắn. Để làm cho cái điều ước muốn của mình nó trở thành ra hiện thực. Mình muốn thì rất là nhiều nhưng mình suy nghĩ không có tới. Cho nên nó làm cho cái điều muốn mình nó không như ý. Trong cuộc sống của mình nhiều khi những cái đổ vỡ nó cũng từ cái chỗ mà mình suy diễn. Hạnh phúc mình mất là tại vì mình suy diễn. Có nhiều khi cái người thân của mình họ chưa đến nỗi tệ như mình nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì mình suy diễn quá nhiều cho nên rồi mình ngăn cản tất cả mọi cái hành hoạt của người đó. Thì khi người đó thấy rằng họ đã không còn được cái sự niềm tin của gia đình nữa, có nhiều người họ yếu tâm đó, họ buông trôi cuộc đời họ. Có nhiều người họ muốn chê con họ để cho con họ tốt. Nhưng mà cuối cùng mình chê quá cái đứa nhỏ đó, nó thôi, nó sống không còn ý nghĩa nữa. Tại vì cuộc đời nó thấy rằng nó không còn niềm tin của ai nữa hết. Ngay cả người thân nó còn chê nó. Cho nên nó nói cuộc đời này nó chán lắm. Thanh niên bây giờ bị nhiều lắm. Bị rất là nhiều. Có một em đó, nó lên trên chùa, nó bị depressed mà gia đình gửi nó lên đó. Pháp Hòa ngồi nói chuyện hồi cái nó nói, thầy, I don't find any purpose of life. Con không thấy rằng có mục tiêu gì để cuộc sống này tiếp tục hết. Thì bà nói, why you think that? Đó là tư duy chứ gì? Đó là tư duy. Hỏi tại sao suy nghĩ vậy? Nó nói, because I have no point. No point to live. Không có cái điểm gì để nó hướng tâm nó sống hết. Tại vì hàng ngày xung quanh nó là những gì? Những sự chê bai, những sự trách móc. Mình suy diễn vậy đó, mình suy diễn còn nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ vậy mà mình suy diễn kiểu này, hai cái nó trật lắc, nó không đi với nhau. Thì bây giờ mình muốn cho nó có kinh nghiệm không? Đời nó còn dài, cho nó một sự trải nghiệm. Ai mà không từng đau? Người nào có đau mới biết là cái lúc mà không có đau mới hạnh phúc. Có một hôm 10 giờ đêm mà con em nó đi lên chùa nó lễ Phật, thì Pháp Hòa hỏi con khỏe không? Nó nói trời ơi mấy ngày nay con khổ quá. Hỏi sao vậy? Con đau răng. Thì Pháp Hòa nghe nói nhưng mà mình cũng đang bước xuống cầu thang nữa. Bây giờ mới quay lại nói, ồ vậy hả con? Bữa vậy là khi nào con không đau răng con mới hạnh phúc. Vậy mà nó lấy cái câu đó giống như cái câu khai mở cho nó vậy. Nhớ câu đó. Mấy tuần lễ sau ba má nó đi chùa,
Thầy Pháp Hòa mới nói à, bé bữa 10 giờ nó có lên lễ Phật ồ ba, bữa đó thầy nói một câu mà con thấm. Mình nói một câu đơn giản thôi, khi không đau răng là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Ôi trời ơi, hạnh phúc nó trước mặt mình nè, mình đâu có biết đâu. Con người mình luôn luôn cứ chạy đi tìm hạnh phúc. Tôi muốn con mình như thế này, tôi muốn con mình như thế kia, mà mình không có tư duy cho con mình, không có suy nghĩ cho con mình. Nhiều khi mình nói người thân mà mình không suy nghĩ cho họ, cho hoàn cảnh của họ. Mình cứ lấy hoàn cảnh của mình đặt vô. Thôi hồi xưa hả, ba ông ba mà ba má tao, tức là ông ngoại mày á, nói tới đâu tao nghe tới đó. Mình cứ suy diễn, mình không có đem mình đặt là mình hồi xưa ở đâu, hoàn cảnh nào. Mình sống vào cái thời mà gọi là áo mặc sao qua khỏi đầu. Mình sống theo cái thời đại gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà đến bây giờ cái thời đại nó ngược lại, là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, nó khác rồi. Thì mình cứ suy lấy câu đó mình ịnh, giống như tiền giả đốt hoài, cứ lấy tiền thiệt mua tiền giả mà đốt, mà ở dưới người ta thay đổi tiền đời nào mình không biết, đốt lạng quạng ở dưới thì lãnh ở tù chết là. Cho nên nó không cần đốn giấy tiền vàng bạc gì nữa hết. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói là cái tư duy đó, nghĩa là cái mình suy nghĩ. Cái mình suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó nhất định nó phải, nếu mình suy nghĩ nó đúng thì nó tự nó là cái thần lực dẫn mình đi đúng. Nếu mình suy diễn nó sai, mình tư duy nó sai, thì nó cũng là cái thần lực làm cho mình cản trở, làm cho mình làm bất cứ điều gì để có thể đi đến cái sâu an. Ví dụ như cái anh chàng đó, anh nghĩ á, tối hôm nay mình phải đi tới nhà đó, mình ăn cắp cái gì, mình ăn cướp cái gì. Nó suy diễn. Thì khi nó suy nghĩ như vậy rồi thì gia đình đó hời hợt lắm, cửa nẻo như thế này thế kia, xông vô thì cũng là một sự suy nghĩ mà đúng, nó thấy quá trời những cái tiện lợi để mình cướp giật cái nhà đó, thì dẫn đi tới cái nẻo đường sâu ăn. Cho nên đó, trong nhà Phật có gọi bốn cái này là tứ thần túc. Chữ thần ở đây Pháp Hòa muốn nói lại là cũng giống như mình kêu tinh thần. Tinh thần, chữ thần là lực, cái sức mạnh của cái thần kinh mình, của cái sợi dây suy nghĩ của mình. Mà cái tinh thần của con người nó quan trọng lắm. Mỹ nó rất là tinh tường mà nó rất là power. Một cái ý niệm nhỏ mà thiếu chánh niệm thì ý niệm này có khả năng đưa đến khổ đau. Một ý niệm nhỏ mà thiếu chánh niệm, có chánh niệm có khả năng đưa đến hạnh phúc. Cái chữ tinh thần. Quý vị thường nói khổ xác không bằng khổ tinh thần. Mà cái thân thể của mình á, là nó ảnh hưởng cái tinh thần mình gốc. Hôm nào mà tinh thần buồn, trời ơi, người mình nó xuống dốc. Ngủ không được, ăn không ngon, mắt mình lờ đờ, không còn một chút sức lực. Mình không còn, thường thường ta nhìn mắt mình, ta nói mình có lực. Mắt bữa nào mà nó hết hồn rồi, sao bữa nay mất thần rồi. Tại vì con mắt mà nó có thần là con mắt nhìn mà người ta thấy có một cái gì đó trong sáng, tinh vi trong đó. Mà nếu mà con mắt đó đó mà nó tư duy tà, nó hiện lên cái nó, trời ơi, ông này cặp mắt rất là gian, rất là tà. Thì quý vị thấy cái tinh thần nó như thế nào? Nó là một thần lực mà. Cho nên thì nhiều khi cái chuyện nó chưa xảy ra gì hết, nhưng mà thấy người thân của mình, một người trong gia đình đang, nghĩa là sức khỏe đang, mọi thứ nó đang xuống, là tại sao? Suy diễn. Trông quan trọng lắm. Tư duy như ý túc, hay là nói một cách khác là cái thần lực của sự suy nghĩ. Cho nên tu thiền là tư duy tu. Dịch cái chữ thiền là tỉnh lự, hay là tỉnh tư lự, tịnh tất cả những suy nghĩ. Cái thứ tư là gì? Niệm như ý túc. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Hôm qua đó mình học kinh Đại Bát Niết, mình đọc đoạn kinh Niết Bàn.
ở trong trong mấy bộ Nikaya đó, thì có một cái bản kinh gọi là Đại Niết Bàn, tức là Đức Phật trong cái kinh đó nói những cái lời dạy và kể lại những cái tình tiết trước khi Đức Phật mất. Thì trong đó ngày hôm qua con có đọc một đoạn đó, là Đức Thế Tôn nói rằng á, này A Nan, bậc nào đã thường tiến hành bốn pháp thành tựu, đã tiến hành trở thành thuần thục, tức là mình tiến hành rồi mình làm nó thuần thục, đã tiến hành trở thành nền tảng vững chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn không ngừng tiến hành bốn pháp thành tựu này. Thì cái chữ bốn pháp thành tựu được diễn dịch từ cái chỗ, từ cái chữ gọi là như ý túc. Tiến hành, đang tiến hành, đã tiến hành và đi đến cái chỗ vững chắc, phát triển thuần thục. Hằng ngày cái niệm của mình nó có thần lực không? Không có. Là tại vì mình niệm Phật thì ít, mình niệm ma thì nhiều. Cho nên mình mới mỗi lần mình gặp thầy cái, ô con có cái sâu chuỗi nè, con có tượng Phật nè, thầy chú giùm con ấy. Tại sao mình nhờ vậy? Tại vì hằng ngày các vị xuất gia không có niệm giống mình. Các vị xuất gia hằng ngày phần lớn, dĩ nhiên không phải ai cũng thuần, nhưng mà làm gì làm cái người xuất gia nó dẫn cái niệm nó cao hơn mình, là vì đời sống các vị xuất gia ở trong chùa, phải không? Thí dụ như tới giờ ăn cũng niệm tới gì, tàu hũ mì căn rau cỏ thôi. Còn mình tới giờ ăn ăn gì đây, lobster gì gì đó, mình cũng niệm mà niệm mấy cái đó. Rồi hỏi chiều nay đi vô quán nhậu nhậu gì đây, mình cũng niệm, nhưng mà cái niệm của mình so với cái niệm người tu thì cái niệm của mình nó nhiều cái tạp hơn. Vậy thì khi mình đưa một cái sâu chuỗi, một cái tượng Phật cho quý thầy chú nguyện, ông chú gì đâu, không có làm gì đâu, để tâm mình vô, rải tâm mình vô. Xin cho vị Phật tử tên là Trần Văn gì đó ha, mang cái sâu chuỗi này, có đủ định tâm, có đủ trí tuệ, có đủ từ bi, không có kinh dễ tụng chứ. Ngày xưa thời của Đức Phật, Đức Phật chú nguyện bằng kiểu đó đó. Đại Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện về chú nguyện. Có cái bà đó đó, bà đau bụng, bà đau bụng hoài, bà không sanh. Thì có một cái vị tôn giả thấy tội quá mới đến xin Đức Phật là làm sao chú nguyện cho bà này mau sanh. Đức Phật nói ông hãy đến nói như thế này: từ xưa đến nay con chưa bao giờ khởi niệm ác, bao nhiêu công đức con không khởi niệm ác, xin cầu cho người phụ nữ này được sanh trong cái sự suôn sẻ. Cái vị tôn giả chắp tay nói: bạch Đức Thế Tôn, con không phải là người từ xưa đến giờ chưa bao giờ khởi niệm ác. Nếu con nói như vậy con nói dốc làm sao? Tức là Đức Phật biết đó. Nhưng mà Đức Phật để coi cái trình độ vị này tiếp nhận tư duy lời Phật cỡ nào. Nếu mà mình mà nghe vậy, dạ xin lãnh chỉ lời kia nói trật lắc chú nguyện nó không linh. Nói dạ đã Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay con có khởi niệm ác chứ con chưa bao giờ. À vậy hả, thôi bây giờ ông nói lại nghe. Từ lúc con sanh trong giáo pháp cho đến giờ phút này con chưa sanh niệm ác, bao nhiêu công đức đó con xin hồi hướng cho người phụ nữ này. Dạ con xin nghe. Hồi đó mình chưa sanh trong Phật Pháp thì mình có thể nghĩ niệm ác. Một khi mình đã biết tu tập trong giáo Pháp rồi thì không nghĩ niệm ác. Vì vậy thưa đại chúng, hỏi thầy chú nguyện thì phụng cái gì trong đó? Hằng ngày cái niệm của người tu của mình đó. Cho nên thưa đại chúng, cái đức của một người, con người là từ cái gì? Từ cái hằng ngày cách sống của họ, chứ chả là cái gì hết. Nhưng mà chính cái đức đó nó tạo nên cái lực, mà chính cái lực đó nó hơn hẳn cái lực bình thường. Thí dụ như hàng ngày ha, mình thấy cái người mình ghét á, bữa nay á, nó bị khổ mừng lắm, đáng đời lắm,
Bởi vậy tôi nói nó hại tôi mà. Mình làm giống như là mình là tu hành đức độ lắm, ai hại mình cái bị nó hại lại vậy. Ít có khi nào mình khỏi cái niệm trời tội nó, thôi mong cho nó hết khổ. Bữa nay nó mong cho nó thấy được cái nhân quả tội phước. Thấy không? Làm thiện thì được thiện, làm xấu thì gặp quả xấu. Phật khởi một chút niệm vậy là thành niệm thiện rồi. Đằng này mình niệm khác. Đáng đời lắm, thấy không? Bởi nó hại tôi là trời hại nó. Mình nghĩ vậy làm chi? Mình nghĩ vậy làm chi? Mà xin lỗi, mình tu được tới đâu mà người ta hại mình mà trời hại. Cho nên á, cái hàng ngày cái niệm của mình phải quán chiếu mình niệm cái gì. Có nhiều lúc mình biết cha mẹ ép mình nhiều chuyện lắm, thầy tổ mình ép mình nhiều chuyện lắm, nhưng mà mình là người con mà, mình là người đệ tử, mình không thể nào làm cái gì vượt hơn cái đó được. Mình phải thủ đạo, mà chính cái thủ đạo đó là cái đức của mình, là cái đức của mình. Ví dụ bây giờ mình biết nè, cái bà đó bà vô đây á, bà kỳ cục lắm, nhưng mình khởi niệm thôi kệ, bà kỳ cũng có lúc cho nên mới có cục. Kỳ cục có lúc nó ra cục thôi, chứ có lúc nó ra lòn hòn á. Mà cũng có lúc bà không kỳ miếng nào hết, coi vậy chứ không có bà đó việc nó khó xong. Thôi mình nhịn chút đi cho nó yên. Cái đó là cái đức. Cái đức từ ở cái chỗ tư duy suy niệm của mình đó. Chứ cái tài là do mình học à, cái đức là do mình tu. Cái đức là do mình tư duy, mình biết quán niệm. Mình thấy con nhà người kia khổ đó, thấy chưa? Bởi ta nói rồi mà, cha mẹ ở ác con nó hưởng à. Tức là hãy mình nghe ai mà khổ là trời ơi, mình vô số những cái từ ngữ mình nói, mà mình biết rằng mình đang niệm cái gì không? Quan trọng lắm. Cho nên tu theo Phật, tu gì trời á? Và nó chả tu gì ráo trời. Bởi vì có cái gì để mà tu, mà tu quá trời tu là tại vì từng giây từng phút trong cuộc sống. Từng giây từng phút trong cuộc sống. Cho nên cái câu là vô lượng pháp môn tu, mà chẳng có pháp môn nào để tu, bởi vì chẳng nắp pháp môn nào mình nắm, mà lúc nào pháp môn nó cũng đang thể hiện trước mặt mình. Pháp môn của nhẫn nhục nè, pháp môn của nhu hòa nè, pháp môn của nhường nè, của nhịn nè, của giảm đi cái sự ganh tị. Ví dụ như người ta nấu dở, mình chê. Mình chê thì người ta thất chí, người ta không nấu nữa. Cái phải mình bế tắc một Đức Phật đang phát tâm không? Có ai mà phát tâm tu mà thành liền đâu. Trời ơi, đây con mình đây nè. Mình đi theo mình dạy nó từng ly từng chút, mà rốt cuộc nó cái chút nó nhiều hơn cái ly. Mình dạy từng ly từng chút, mà nhiều khi nó được có một ly, nó cũng được một chút nữa. Một chút là cũng được đầu móng tay. Đó, mình dạy từng ly và dạy từng chút, nhưng chắc gì nó nhận được cái chút cái ly đó của mình. Huống chi là chúng sanh ào ào đấy. Cho nên thưa đại chúng, Bồ Tát có hai loại. Bồ Tát sơ phát tâm và Bồ Tát bất thối chuyển. Ai trong chúng ta cũng là Bồ Tát hết. Vì gì Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người đang đưa tâm mình đến cái chỗ lành. Nói đơn giản đi. Nhưng mà có những người ta mới thôi. Ta mới vô đây nè, ta mới vô đây là mới phát. Có nhiều người ở Việt Nam không hề đi chùa, nhưng mà giờ định cư ở Regina này buồn quá, không đi chùa đi đâu. Cho nên chủ nhật nào cũng hát cái bài Thành phố buồn, biết không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Đó thì bây giờ chủ nhật buồn quá, không biết đi đâu, đi chùa. Trời ơi, hồi xưa ở Việt Nam tôi ghét thầy chùa dễ sợ. Mai qua đây tôi đỡ một cái là tôi không gặp mỗi tuần. Lâu lâu tôi gặp thôi. Nhưng mà người đó mới bắt đầu biết đi chùa là sơ phát tâm. Mà cái cách mình sống, cái cách mình tư duy, cái cách mình niệm, cái cách mình tinh tấn, cái cách mình mong mỏi với người kia như thế nào để cho họ đừng thối tâm.
Cái Bồ Tát mà người ta không thối tâm là nó dễ rồi, giống như mình vậy đó. Ví dụ bây giờ là mình là cái gốc Việt Nam mình đã vững nè, cái gốc mà mình gọi là có niềm tin với Tam Bảo là vững, không có cái gì làm cho mình lụi sụp. Nhưng mà con mình nó đâu có phải. Thì ngày hôm qua có một đạo hữu mới nói, trời ơi, có một ngày nọ con nghe con nó nói mà con giật mình. Mẹ nó nói về luân hồi tái sinh rồi, nó chưa bao giờ biết cái đó. Nó sao kỳ vậy thầy? Pháp Hòa nói cái đó cũng có gì khó. Bởi vì con nít, đặc biệt là những đứa nó sanh và nó lớn lên ở đây, cái nhân quả luân hồi là cái gì mà rất khó cho nó tiếp nhận. Bởi vì nó chưa có phải là người trải nghiệm. Mình nói duyên sinh nó có thể chấp nhận. Duyên sinh nó có thể chấp nhận là vì nó đem cái khoa học ra nó chứng minh. Phải không? Một cái nguyên tử này hợp với một cái nguyên tử kia thành ra cái gì? Nó có thể nhận ra được cái duyên sinh. Nhưng mà nói tới nhân quả thì hơi khó cho nó. Hay là nói tới đặc biệt là tái sinh luân hồi lại càng khó hơn nữa. Gặp mình, gặp nó giờ nó thôi con chịu dốt đi con, tại đời trước con không có chịu dạy dạy hơi khó cho nó khó tiếp nhận, không có gì lạ. Bởi vì nó mình bây giờ mình nhận ra vì trong cuộc sống của mình đã từng trải nghiệm cái đó, cho nên mình có niềm tin với cái đó. Cho nên á, cái bài cái trong kinh nói là Đức Phật là người đã thành tựu được, đã tiến đã thành tựu được cái bốn cái pháp này và đã trở thành thuần thục. Mà khi Đức Phật nói như vậy thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan á là Như Lai có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ. Trọn kiếp tuổi thọ là nhiêu tuổi? 100 tuổi. Và đồng thời hoặc hơn cái kiếp tuổi thọ, tức là hơn 100 tuổi. Nghĩa là Đức Phật nói với Ngài Năng Như Lai có khả năng đó. Nghĩa là dục như ý túc mà, có khả năng sống hơn. Nói với Ngài Năng một lần, hai lần, ba lần, Ngài Năng lo khóc không? Không lo, nói thôi, dạ ô, nếu mà Đức Phật có khả năng ở lại đời với chúng con lâu hơn, sao Đức Phật không ở lại với chúng con? Cũng giống như mà khách tới nhà hỏi kỳ này anh được ở chơi được bao lâu? Nếu tôi có khả năng ở được 20 ngày. Ta nói hai ba lần mà mình cũng không có trả lời mời người ta ở lại. Thôi người ta ở 3 ngày, ta nói thôi tôi xin cáo từ. Cũng giống như cái ông đó ông ăn cơm mà hết cơm hết trong chén ổng mà khách ngồi hoài không có chịu mời ông thêm chén nữa. Ổng không biết làm sao, ổng mới cầm chén, ổng nói, trời ơi, hồi nãy tôi đi chợ đó, tôi thấy cam ở trái nào nó bự như cái chén này nè. Ổng đưa cái chén không ra, để ổng nói với chủ nhà là hết cơm rồi. Đấy, chủ nhà cũng tư duy dữ lắm nha. Chủ nhà cũng tư duy lắm, chủ nhà nói, trời ơi, anh ơi cam ở cái chỗ anh thấy nó không bằng cam ở gốc đằng đường đâu, kêu nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa chén không, ông đưa cái nồi không, tôi hết cơm rồi giờ tôi đâu có nói. Ông đưa cái chén không bự như cái chén này nè. Ôi cái trái cam nó ăn thua gì bự như cái nồi rồi đó. Đưa nguyên rồi câu không rồi. Giống như có một lần á, Pháp Hòa đi giảng á, mà mấy chục năm rồi mình không được ăn rau lang. Trời ơi, bữa đó tới cái nhà đó, ở nhà trồng trước cửa nhà có được mấy cọng rau lang, khen hoài mà không ngắt vô hái. Không có đem vô luộc cho mình ăn gì chứ. Trời ơi rau lang ngon quá, thấy no quá, bà chủ nhà cứ dạ ngon lắm. Chủ nhà cứ dạ ngon lắm, làm mình đi ra luôn không có rau lang gì chứ. Thưa đại chúng, làm hôm nay trong cái buổi chiều mình sinh hoạt mình nói mấy thứ đó. Bởi vì hôm qua mình đọc cái bản kinh trích một đoạn trong Niết Bàn, thì đọc sơ qua thì Đức Phật nói là Như Lai thành tựu bốn cái pháp này,
Nhưng mà quý vị chưa được nghe bốn pháp gì thì Pháp Hòa lại phải nói thêm một buổi để chi tiết một chút chỗ này. Cái chỗ này á, gọi là bốn như ý túc, hay là bốn thần túc, hay là bốn cái thần lực. Thần nghĩa là nó có sức mạnh, cái gì mình vượt được nó là thần. Thôi thì bây giờ trong cuộc sống của mình, cái gì mà mình bị lui sụp, có thể phiền não khổ đau gì đó, nhưng cố gắng vượt nó bằng tâm niệm, tinh tấn, tư duy, quán niệm của mình để vượt được. Mà hãy vượt được nó là nó có sức mạnh. Hay là cái suy nghĩ của mình đừng làm dại dột. Có nhiều khi một cái mình làm thỏa mãn mình, nhưng mà cả nhóm khổ đau. Đừng làm như vậy. Vượt được cái đó là mình có tư duy của thần lực, chánh niệm của thần lực. Bản thân mình thỏa mãn, đó chỉ thỏa mãn cá nhân. Còn vì đại chúng mình vượt, cái đó gọi là thần lực. Thôi chúc đại chúng có nhiều thần lực trong năm mới. Hãy giữ đạo Phật. Thì một lần nữa xin được cầu chúc cho đại chúng năm mới được vô lượng an lành, vô lượng an lạc. Và nhất là giữ thân tâm thật là vững chãi, đầy đủ thần lực để phụng sự Tam Bảo. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.